kẹp bánh mì Coretta Hàn Quốc. Có thiết kế hoàn toàn bằng inox và mặt ép bằng gang. Đây là bếp đôi. Từng bếp đôi thì có hai chiếc áp và bốn bóng đèn. Bếp đơn có một công tắc, hai bóng đèn và một chiếc áp. Cái dòng này thì chúng ta chỉ cần bật nút nguồn lên này thì nó sẽ hẹn đèn sáng này, và chúng ta vặn chiếc áp. Giải nhiệt độ của chiếc áp sẽ từ 100 lên đến 300 độ. Đây. Thì ở đây cái mặt gang nó nóng lên thì chúng ta sẽ ép bánh mì xuống. Cái này khi chiếc áp đạt nhiệt độ nó sẽ tự ngắt.